còn đây là rau luộc, còn đây là dưa leo này các bạn. Rồi đã đến trên xong, đây là mắm, đồ ăn của mình. Bây giờ dạy ơn mình ngon quá, mình bây giờ mẹ mua cho mình đại thiện ngon thì mình ăn ngon. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn nghe nha. Yeah. Mệt mỏi quá, ba